AG The Doctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Hoa giấy rất được ưa chuộng để trưng Tết. Bạn hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về cách chăm hoa giấy nở đúng dịp Tết qua video này nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho các bạn về ý nghĩa của hoa giấy. Ngày Tết đến, hoa giấy nở rộ tượng trưng cho sự sum vầy, hạnh phúc, sự bao bọc chở che, giúp gia đình luôn may mắn, phát tài, phát lộc. Ngoài ra, cây hoa giấy còn mang lại sự bình yên cho ngôi nhà nhỏ. Hoa giấy thật sự khá nhỏ và thường có màu trắng, nhưng mỗi cụm ba hoa được bao quanh bằng 3 hay 6 lá bắc với màu rực rỡ như hồng, tím, đỏ, cam, trắng hay vàng, và thời gian chơi hoa rất lâu. Vì vậy mà hoa giấy rất được ưa chuộng chơi Tết. Tiếp theo là bước trồng hoa giấy vào chậu. Bước đầu tiên trong cách chăm sóc hoa giấy ra hoa ngay Tết chính là trồng cây vào chậu. Thời điểm thích hợp để trồng cây vào chậu là tháng 9. Đất trồng bạn có thể trộn như sau: viên đất nung, đất sạch, trấu hung, phân hữu cơ. Trong trường hợp rễ cây đâm khỏi chậu và ăn vào đất thì bạn nên cắt bỏ rễ đó đi để tránh ảnh hưởng đến quá trình kích ra hoa. Khi cây được trồng trong đất thì cây được tự chủ động lấy nước và chất dinh dưỡng, cây sẽ phát triển xanh tốt và ra hoa theo đồng hồ sinh học. Do đó, với những cây hoa giấy được trồng dưới đất thì khả năng ra hoa ngay Tết khá thấp. Bên cạnh đó, để xử lý cây hoa giấy ra hoa ngay Tết thì cây phải khỏe mạnh, cành bánh tẻ, mầm và lá xanh đậm. Đảm bảo cây phải được chiếu nắng 4 đến 5 tiếng một ngày và được ánh nắng soi đều xung quanh. Tiếp đó ta cùng tìm hiểu về cách chăm sóc hoa giấy trong chậu. Nếu hoa giấy mới trồng trong chậu, bạn cần chú ý tưới nước thường xuyên để giữ ẩm cho đất. Lượng nước tưới cần đủ để nước có thể nhỏ qua lỗ thoát nước. Cách chăm sóc hoa giấy trong chậu cần lưu ý không để đất khô hoàn toàn gây thiếu nước cho cây. Để duy trì kích thước cây phù hợp với chậu cũng như kích thích cây ra hoa thì bạn cần chú ý cắt tỉa. Thời gian cắt tỉa thích hợp nhất là sau khi cây nở rộ. Ngoài ra, bạn cũng nên kết hợp bón phân hòa tan trong nước, liều lượng chia làm 2 lần, mỗi lần cách nhau 7 đến 14 ngày. Tiếp đến là cách chăm sóc hoa giấy ra hoa đúng Tết. Nên tỉa cành, tạo tán, ngắt nước cho cây trước Tết khoảng 60 đến 70 ngày. Tùy thời tiết và sức khỏe cây mà bạn điều chỉnh thời gian hãm nước. Nếu thời tiết lạnh thì nên hãm nước từ cuối tháng 10 âm lịch. Nếu thời tiết ấm, có nắng thì nên bắt đầu vào đầu tháng 11 âm lịch. Trước khi hãm nước, bạn cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất để cây khỏe mạnh, có thể sử dụng phân hữu cơ ủ hoai hoặc phân NPK. Trong thời gian xử lý để bông giấy ra hoa đúng dịp Tết, bạn cần ngưng nước và che chắn để nước mưa, sương không tác động vào cây. Khi hãm nước nếu cây có dấu hiệu heo rũ thì hãy bổ sung một ít nước. Thông thường, tổng thời gian xiết nước để bông giấy ra hoa là khoảng 15 ngày. Kế tiếp là cách chăm hoa giấy ra nhiều hoa. Sau mỗi đợt ra hoa, bạn cần cắt tỉa để thu gọn tán kết hợp bổ sung phân hữu cơ hoai mục. Khi cây ra tán mới, bạn có thể bón thêm phân vô cơ như NPK. Thời điểm bón phân nên chia làm 2 đợt, mỗi đợt cách nhau 7 đến 10 ngày. Để hoa giấy ra nhiều hoa bạn cần làm khô đất, ngưng tưới nước. Tuy nhiên, bạn cũng cần quan sát cây nếu nhận thấy hoa giấy có hiện tượng thiếu nước thì cần bổ sung ngay. Khi lá có hiện tượng rụng, hoa ra đều cành thì nên tưới nước trở lại nhưng với lượng ít và chia nhỏ thành nhiều lần. Để màu sắc hoa tươi tắn hơn, bạn có thể kết hợp bổ sung B1 cho cây.
Cuối cùng là cách chăm sóc cây hoa giấy sau Tết. Trồng lại trong loại đất mới, bao gồm cả phân chuồng và đất. Lặt bỏ lá cũ đi, chăm sóc cây sao cho cây sống ổn định. Ngừng chăm sóc, quan sát chồi nảy và để cho bầu đất trong chậu khô lại. Khi chồi mọc ra ở các cành, tán bắt đầu chùng lại, tiến hành tưới nước và bổ sung NPK 10, 10-30 để cây cho hoa đẹp, lâu tàn. Sau đợt ra hoa đầu tiên, hãy tiến hành cắt tỉa và tạo tán cho cây. Bón thêm phân NPK 20 kết hợp với phân chùng hoa cho cây hồi sức. Tiếp tục bỏ khô vài ngày để cho lá héo rũ, rồi tưới nước trở lại, nhưng lượng nước tưới lúc này chỉ cần giữ ẩm cho cây là được. Sau 1 đến 2 tuần, cây sẽ nảy chồi và tiếp tục ra hoa lại. Agri Doctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.